Em quay test cho các bác cái đầu đờ lông hai ổ đĩa này nhá, có thể chức năng làm DAC này. Có một số cái lưu ý em sẽ nói với các bác luôn, các bác biết. Đây là em test cái ổ chỉ đọc mắt rất là tốt, mắt đời mới này cũng rẻ tiền này. Đấy, đọc rất là nhanh. Đây, nước bài đây, rất nhanh. Đó. Còn em test sang cái ổ này nhá. Ổ này thì là các bác lưu ý này, nó sẽ đọc chậm hơn, nó sẽ đọc chậm hơn so với cả ở bên ổ chuyên để đọc đĩa. Bởi vì ổ này là ổ ghi thì khi cho đĩa vào thì nó phải chờ để nó nhận dạng là đĩa gì đã. Đây, nâu đích này, nâu đích cửa bên này nhé. Bấm. Đấy, đọc luôn này. Nách bài này. Rất nhanh. Con này thì có chức năng DAC nhé các bác nhé. DAC của nó là phải có đĩa mồi. Bác lưu ý cho em. Đĩa mồi nhá là các bác phải mua loại phono này. Đó. Tại vì là cái này nó xác định rất là rõ là phải đĩa chuyên cho ghi nhạc thì nó mới cho phép để ghi. Đấy, nó sẽ nhận dạng này. Các bác chờ chút. Đấy. Báo branh đích nhá, thì các bác ấn rec này, nó sẽ báo ghi này và nó sẽ có đèn tia này nhỉ. Đấy. Đây là em đang đấy. Em đang làm DAC từ TV xuống này, kêu này. Có đèn tia các bác nhá. Có một cái lưu ý, các bác có lưu ý này. Ở trên thị trường ấy là có rất nhiều các cái máy như thế này. Nói với các bác là không cần đĩa mồi. Thực chất ra ở đây là thợ người ta sẽ can thiệp vào máy, người ta sẽ câu đấu tắt để cho máy nó không cần đĩa nữa. Và cái nhận nhận biết rất dễ là khi các bác bấm vào nút rec đây, DAC này, nó sẽ không có đèn tia này, nó sẽ không có đèn tia này, và cái cổng tín hiệu ra ở phía sau của đầu này, này nó sẽ bị thiếu cái cổng ra CD, thiếu cổng ra CD. Nó đây, cái điểm quay các bác nó đấy. Ở đây là sẽ nó sẽ cổng ra lại thiếu này, cổng này sẽ không có tín hiệu, nó chỉ ra cổng này thôi là nhận biết dễ nhất nhé. Đấy, hai cái nhận biết rõ ràng nhất. Còn khẳng định với các bác là đầu này là phải cần đĩa mồi. Ừ. Và nhưng mà thợ có thể là người ta sẽ can thiệp đấu đấu tắt lại, như thế là máy nó không còn nguyên bản nữa. Và cái nhận biết dễ nhất là nó sẽ không có đèn tia này, nên các bác lưu ý cho em. Đấy, vậy thôi. Còn máy này của em bán thì rất là đẹp, em để nguyên bản. Còn bác nào có nhu cầu cần đấu tắt thế thì là em sẽ giới thiệu thợ cho các bác làm, tự làm. Còn em bán em để nguyên bản. Đấy, các bác lưu ý cho em.